Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Ngày 4 tháng 5, tại cuộc họp báo chính phủ, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Mai Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng, cựu chủ nhiệm văn phòng chính phủ. Ông Mai Tiến Dũng bị điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ Quyết định tố tụng với ông Dũng được nhà chức trách thực thi hôm 30 tháng 4. Ông Mai Tiến Dũng, 65 tuổi, là ủy viên trung ương đảng hai khóa 11, 12, từng làm chủ tịch ủy ban nhân dân, bí thư tỉnh ủy Hà Nam. Tháng 4 năm 2021, ông nghỉ theo chế độ sau một nhiệm kỳ giữ chức bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ. Từ khi nghỉ hưu đến khi bị bắt, ông Dũng từng hai lần bị kỷ luật. Tháng 1 năm 2023, ông bị ban bí thư cảnh cáo do thiếu trách nhiệm trong vụ chuyến bay giải cứu. Một năm sau. Ông Dũng bị bộ chính trị khiển trách do liên quan sai phạm tại Bộ Công Thương. Việc bắt ông Dũng nằm trong diễn biến điều tra vụ án liên quan siêu dự án khu đô thị thương mại nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, tỉnh Lâm Đồng. Trước đó, C03 đã bắt bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp, Tránh thanh tra tỉnh Nguyễn Ngọc Ánh. Trong số này, ông Quận bị điều tra tội lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ. Những người còn lại tội nhận hối lộ.